Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt và restore dữ liệu trong PostgreSQL trên Windows. Thì trước tiên là các bạn hãy Google Search PostgreSQL 12 Windows trên Google. Sau đó chọn phần Windows Installer ở đây. Ok, và các bạn bấm vào phần Download the Installer. Ở trang này thì mọi người chọn cho mình bản Postgres 12.2, bản mới nhất trên Windows x86-64. Các bạn bấm phần download này. Ok, thì nó sẽ download về cho các bạn. Ở đây thì mình đã, trước đây mình đã download sẵn bộ cài này rồi, thì mình sẽ không cần download nữa. Các bạn bấm vào, các bạn ấn save thôi, còn mình thì đã download rồi. Sau khi mà các bạn download xong thì các bạn click đúp vào để tiến hành cài đặt. Nào, các bạn ở phần này thì đầu tiên bấm Next thôi. Ok, chọn thư mục cài đặt ở C, Program File, Postgres 12. Mình sẽ cài đặt cả 4 thằng này. Phần Data, thư mục chứa dữ liệu của Postgres mình cũng đặt ở trong Program File, PostgreSQL 12 Data. Password mặc định cho user root của Postgres là user ban đầu. Thì cái này là tùy các bạn. Ở đây ví dụ mình đặt là 1234. Cổng mặc định của Postgres thì sẽ là cổng 5432. Ok. Đây thì mình cứ để mặc định thôi, không vấn đề gì cả. Ok, next. Ok, xong. Bây giờ mình sẽ finish. Thì trước khi finish thì mình sẽ bỏ tích cái ô này đi, mình không cần cái ô này đâu. Ok, finish. Rồi, sau khi cài đặt xong thì mình sẽ search cái ứng dụng PGAdmin 4. Đây. Nó sẽ tự động mở cái trình duyệt địa chỉ này ra cho mình. Ở đây mình sẽ nhập cái password vào. Password để đăng nhập vào PGAdmin. Mình để là 1234. Ok. Sau khi nhập password để đăng nhập vào PGAdmin thì bây giờ mình sẽ nhập password để đăng nhập vào database Postgres 12. Đây là password dành cho user root, tức là user Postgres. Thế thì như trước khi mà mình cài đặt ấy, thì mình đã đặt password là 1234. Thì đây mình sẽ nhập lại 1234. Ok. Ok, như vậy là mình đã kết nối thành công với database Postgres 12 trên máy local của mình. Bước tiếp theo là mình sẽ tiến hành restore dữ liệu. Thì các bạn hãy vào cái link Google Drive mình đã gửi để download dữ liệu, download cái file SQL tuning.tar về. Cái file đấy mình đang đặt ở đây. Đây cái file đây. Mình đã download sẵn về rồi. Bây giờ mình sẽ thêm restore dữ liệu cho nó. Các bạn click vào cái database Postgres này. Chuột phải, chọn Restore. Ở đây mình chọn là Custom Meta Format File, File Name thì các bạn bấm vào đây để chọn file. Ở phần Format này, các bạn chọn All. Thế thì ở đây All File, mình đang ở thư mục Desktop. Ban đầu thì khi mà các bạn mới cài thì chắc là nó sẽ hiện ra giao diện như này. Thì các bạn download file, các bạn để ở đâu thì các bạn truy cập vào ổ đó. Mình để ổ C. Ổ C, User. Duy. Desktop. Đây là cái file của mình. SQL tuning.tar. Các bạn chọn Select ở đây. Ok, so mình restore thôi. Quá trình restore này sẽ hơi mất thời gian một chút. Tầm khoảng 40 giây.
Ok, như vậy là mình đã restore xong. Restore xong thì các bạn vào Postgres, bấm vào cái mũi tên này, kiểm tra dữ liệu trong nó. Ok, đây là các cái bảng trong database Postgres. Ví dụ như bảng customer này, các bạn chuột phải vào. Chọn view, all row. Đây, nó tầm 99.999 bảng nhì. Hoặc là như bảng user này ạ. Bảng user sẽ có nhiều bảng nhì hơn. Là 3 triệu bảng nhì. Ok. Ví dụ như bảng sales history. Ok, 999.000 bảng nhì. Ok, đây là về database SQL tuning. Thì bên cạnh database này thì mình sẽ cần thêm một database nữa để phục vụ cho việc học. Thì đấy là database tên là DVD Rental. Đây là database cũng rất nổi tiếng. Các bạn hãy lên Google search PostgreSQL DVD Rental. Sau đó các bạn chọn cái kết quả là đây. PostgreSQL Sample Database trên trang PostgreSQL tutorial.com. Các bạn click vào. Ok. Các bạn bấm vào phần kéo xuống phần download này. Bấm vào đây để download. Ok. Save. Này mình sẽ save ra vào. Sau khi đã download xong thì đợi chút nó đang download. Download xong rồi thì mình open folder thôi. Đây. Mình giải nén nó ra. Sau khi giải nén nó ra thì nó sẽ được một cái file là file tar. Ok. Giải nén ra file tar xong. Thì mình sẽ vứt cái file tar này ra desktop cho nó dễ nhìn. Ok. Ok, đây. Sau đó mình sẽ tạo một database mới bên cạnh database Postgres. Thì để tạo database thì các bạn có thể bấm vào đây. Create database. Tên database mình đặt là DVD đi. Ok. Chọn save. Ok, mình đã tạo database xong. Tạo database xong rồi thì chúng ta lại làm như các bước vừa rồi. Đã, lại chuột phải vào database DVD. Chọn restore. Custom auto chuẩn rồi. File name. Để desktop. Phần format này các bạn chú ý là chọn all file nhé. Sau đó các bạn chọn database mà cần restore. Ở đây mình restore database DVD rental.tar. Select vào thôi. Restore. Ok. Database này nó restore nhanh hơn. Chắc dữ liệu của nó ít hơn. Đây, sau khi restore thành công thì các bạn sẽ thấy nó có 15 bảng. Kiểm tra ví dụ diện bằng phim chẳng hạn, all row. Đây, nó có 1.000 row như này. Bằng actor thì sao? Actor là 200 row, ok.